Trọng sinh chi tối cường kiếm thần chương 1438, ma năng hộ giáp phiến cao cấp 30-50. Công hội hắc ám tan vỡ không chỉ có thể khiến khí thế của linh dực công hội tăng mạnh, đồng thời đánh giá của ngoại giới đối với linh dực cũng đề thăng rất nhiều, không còn bi quan như lúc trước. Thậm chí một số xí nghiệp lớn lúc trước không đánh giá cao linh dực, lúc này cũng tỏ vẻ muốn hợp tác, chỉ là đều bị Thạch Phong cự tuyệt. Không phải Thạch Phong không thiếu tiền, mà là cơ sở hợp tác của những xí nghiệp lớn này là muốn cổ phần của Linh Dực Công Hội, trên điểm này hắn là tuyệt đối không có chỗ trống để thương lượng. Mẹ nó, Linh Dực Công Hội này trâu gì mà trâu thế? Thực sự cho rằng chỉ dựa vào một Linh Dực Công Hội là có thể ngăn cản được tập đoàn tài chính lớn Hắc Thủy à? Nếu không có tài chính của chúng ta, Linh Dực Công Hội các ngươi sớm muộn gì cũng bị tập đoàn tài chính Hắc Thủy tiêu hao chết. Mấy đại biểu của xí nghiệp lớn đều không thôi. Hội trưởng, có cần ta sử dụng lực lượng của gia tộc để tập đoàn Nhật Nguyệt đầu tư một khoản tiền trước không? Thủy Sắc Sắc Phi đối với điều này cũng tỏ vẻ có chút lo lắng. Giá hàng của Hắc Thủy Thương Hành là giảm liên tục, nói trắng ra thì chính là đang làm mua bán lỗ vốn. Nhưng không thể không nói, làm như vậy cũng rất có hiệu quả, khiến lợi nhuận của Trúc Hỏa Thương Hành cũng giảm liên tục, cộng thêm công hội vừa thành lập hai phân hội, chỉ là vấn đề đãi ngộ cho hai đoàn chủ lực, cũng tiêu hao khá nhiều kim tệ. Càng đừng nói bên Hồ Tâm Thành cũng bắt đầu chiến đấu không ngừng, về sau cũng có nhiều chỗ cần tiền hơn. Không cần, chuyện kim tệ để ta nghĩ biện pháp. Thạch Phong xua tay. Lúc trước trái tim của Icarus đã tấn thăng đến cấp sử thi, thậm chí ngay cả sinh mệnh chi lực cũng tích trữ được đầy điểm, đây chính là cơ hội tốt để đại triển thân thủ. Đoán tạo đại sư không chỉ là khi chế tác ma quan sáo trang cấp tinh kim xác suất thành công sẽ đề thăng trên diện rộng, ngay cả ma năng chi thư cao cấp cũng có thể mở khóa mục tiếp theo. Ma năng hộ giáp phiến cao cấp. Lúc trước mảnh hộ giáp mạnh nhất Thạch Phong có thể chế tác cũng chính là ma năng hộ giáp phiến trung cấp, chỉ là một miếng lót vai cũng đề thăng hơn 10 điểm thuộc tính, cùng trang bị 3 kiện, tương đương với thuộc tính mà người khác có thêm gần 1 kiện trang bị cấp ám kim. Nhưng ma năng hộ giáp phiến cao cấp còn lợi hại hơn, cũng là cực hạn học tập của ma năng chi thư cao cấp. Đời trước có vô số người chơi lâm vào điên cuồng, cũng chính bởi vì ma năng hộ giáp phiến cao cấp mới khiến một công hội nhỏ triệt để quật khởi trong thần vực rộng lớn như vậy. Tinh Nguyệt Vương Thành, nơi đóng quân của Thiên Tán. Tuy công hội hắc ám bị Linh Dực Công Hội khiến cho thiệt hại nặng, khiến uy thế của Linh Dực Công Hội ở Tinh Nguyệt Vương Quốc đề thăng không ít, có điều cũng không ảnh hưởng đến Thiên Tán, ngoài công hội trú địa vẫn là người chơi xếp hàng như biển, thậm chí còn tăng lên so với lúc trước. Bởi vì sau khi đại bộ phận thành viên của công hội hắc ám bị nhốt vào Bạch Hà Thành, Thiên Tán Công Hội ngay lập tức tuyên bố với bên ngoài muốn tuyển nhận rất nhiều người chơi sinh hoạt, thậm chí còn ngang nhiên tuyên bố sẽ được mấy vị đại sư sinh hoạt nổi danh trong giới trò chơi ảo chỉ điểm. Khiến người chơi sinh hoạt gia nhập Thiên Tán Công Hội tương lai có thể dễ dàng bước vào cấp đại sư hơn. Cấp đại sư một mực là trình độ mà rất nhiều người chơi sinh hoạt theo đuổi, cũng là cơ hội lớn nhất để vô số người chơi sinh hoạt một đêm phất nhanh. Sau khi trò chơi thực cảnh ảo thần vực này xuất hiện, trình độ coi trọng của các công hội lớn đối với người chơi sinh hoạt là càng lúc càng cao, có điều đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, bởi vì rất nhiều chuyện trong thần vực đều cần dùng đến người chơi sinh hoạt. Điều này khiến giá trị của người chơi sinh hoạt nổi danh trong giới trò chơi ảo không ngừng tăng vọt, thậm chí đã có thể so với các cao thủ hàng đầu trong thần vực. Thế là những người chơi sinh hoạt trước kia có thành tựu cao trong trò chơi ảo lại thành mục tiêu mà công hội siêu cấp đều tranh đoạt. Trong đó có một người chơi sinh hoạt cấp tông sư được coi là đứng trong top 5 của giới trò chơi ảo, được công hội siêu cấp Chiến Lang bỏ ra cái tiêu tốn mời đến Thiên Lang Thương Hành dưới cờ, hơn nữa còn đảm nhiệm chức đoán tạo sư thủ tịch. Chỉ là có thể trở thành đoán tạo sư của công hội siêu cấp đã không dễ dàng, càng đừng nói là đoán tạo sư thủ tịch, có địa vị ngang với phó hội trưởng, đó quả thực chính là đỉnh phong nhân sinh của các người chơi đoán tạo. Tuy bọn họ không chẳng vọng xa vời trở thành thủ tịch của công hội siêu cấp, có điều chỉ cần có thể trở thành một vị đại sư sinh hoạt, đời sau sẽ có xe sang mỹ nữ không lo ăn uống. Có điều trở thành đại sư sinh hoạt là nói dễ hơn làm, nếu có thể có một số tiền bối đại sư đến chỉ đạo, tương lai trở thành đại sư sinh hoạt cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Chính bởi vì vậy, không chỉ là người chơi sinh hoạt của Tinh Nguyệt Vương Quốc chạy tới Thiên Tán Công Hội, ngay cả người chơi sinh hoạt của vương quốc khác cũng nghe tin chạy tới, khiến Thiên Tán Công Hội biến thành náo nhiệt hơn. Thất thúc, ngươi vội vã tìm ta như vậy, có chuyện gì trực tiếp thảo luận thông qua video call không được à, việc gì phải chuyên môn tới một chuyến. Nhất Tiêu Độc Tán nhìn nam tử hơn 50 vô cùng lo lắng xông vào phòng hội trưởng, cười nói. Nếu có thể giải quyết trong video côn thì ta tất nhiên đã nói rồi, có điều chuyện này ta phải tự mình tới một chuyến mới được, hơn nữa cũng là để mang tới cho ngươi một kinh hỷ. Thất Bảo Thúc cười to nói. Kinh hỷ? Nhất Tiêu Độc Tán chỉ cười khẽ. Ta biết tiểu tử ngươi nhất định không tin, ngươi xem đây là gì. Thất Bảo Thúc nói xong từ trong ba lô lấy ra một bản thiết kế đặt lên bàn đá. Đây là... Nhất Tiêu Độc Tán sau khi nhìn thấy giới thiệu của bản thiết kế, lập tức sửng sốt. Tuy giấy của bản thiết kế trên bàn là rất thường thấy, nhưng mấy chữ Quang Minh Chi Thạch lại khiến Nhất Tiêu Độc Tán vô cùng chú ý. Là hội trưởng của Thiên Tán Công Hội, cơ hồ không có chuyện gì có thể khiến hắn kinh hỉ, cho dù trước mắt bày vũ khí cấp sử thi cũng vậy, có điều hiện tại hắn lại không thể không thừa nhận bản thiết kế Quang Minh Chi Thạch Thất Bảo Thúc lấy ra đã khiến hắn giật mình. Quang Minh Chi Thạch cơ hồ chính là dấu hiệu của Trúc Hỏa Thương Hành. Cho dù hiện tại Thiên Tán bọn họ liên thủ với Hắc Thủy, cũng không thể tạo thành bao nhiêu đả kích đối với Trúc Hỏa Thương Hành, toàn là vì sự tồn tại của Quang Minh Chi Thạch. Ở trong thần vực ai không muốn thăng cấp nhanh một chút. Có điều sau khi tới ban đêm, dã ngoại sẽ biến thành rất nguy hiểm, nếu không phải tinh anh hoặc là cao thủ, rất dễ xảy ra vấn đề ở dã ngoại, nếu không cẩn thận chết một lần, tuyệt đối là trong lòng nhỏ máu. Cho nên Quang Minh Chi Thạch là thứ ắt không thể thiếu, mượn nó để lợi dụng thời gian ban đêm của thần vực để thăng cấp. Dẫu sao trong thực tại rất nhiều người ban ngày không làm gì, hoàn toàn có thể tiến vào thần vực chơi một chút, hơn nữa người chơi vào ban đêm ở thần vực là ít hơn, tốc độ thăng cấp và thu thập ở dã ngoại cũng dễ hơn. Cộng thêm giá của Quang Minh Chi Thạch không đắt, cho nên trở thành đạo cụ thiết yếu cho đa số người chơi bình thường, khiến không ai có thể cạnh tranh với Trúc Hỏa Thương Hành. Hiện tại hắn có được bản thiết kế Quang Minh Chi Thạch, có nghĩa là Quang Minh Chi Thạch của Trúc Hỏa Thương Hành không còn là duy nhất, tiếp theo muốn đánh bại Trúc Hỏa Thương Hành sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thất Bảo Thúc, thứ này ngươi là từ đâu mà có được? Nhất Tiêu Độc Tán vội vàng hỏi. Một bản thiết kế chỉ có thể cho một người chơi nghề rèn học tập, số lượng Quang Minh Chi Thạch có thể chế tạo ra là có hạn, căn bản không thể tạo thành uy hiếp gì đối với Trúc Hỏa Thương Hành, chỉ có số lượng nhiều rồi mới có thể làm lay động tới Trúc Hỏa Thương Hành. Tử Vong Chi Tháp, đây cũng là đoàn đội của công hội chúng ta ngẫu nhiên tới đó kích sát quái vật vượt cấp mà có được. Bảo Thúc cười to nói. Sau khi biết ở đó có được bản thiết kế này, ta lập tức thông tri cho đoàn tinh anh của công hội tới Tử Vong Chi Tháp quét quái nơi đó, tiếp theo chúng ta sẽ nhận được nhiều bản thiết kế Quang Minh Chi Thạch hơn. Tốt, quá tốt, Thất Thúc, chuyện này giao cho hết cho ngươi, nếu thiếu người thì cứ nói. Nhất Tiêu Độc Tán mừng rỡ, chỉ cần biết quái vật rơi ra, tiếp theo dựa vào thực lực của Thiên Tán Công Hội bọn họ, muốn lấy được nhiều bản thiết kế hơn chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần chúng ta có đủ nhiều bản thiết kế Quang Minh Chi Thạch, Trúc Hỏa Thương Hành nhất định sẽ bị chúng ta tiêu diệt triệt để, đến lúc đó đã không có tài chính của Trúc Hỏa Thương Hành và Thạch Lâm Tiểu Trấn để duy trì, Linh Dực Công Hội cũng thật sự xong rồi. À, không phải ta là tới để mượn một số thành viên của Tán Thiên Quân Đoàn à. Cấp bậc của quái vật nơi đó quá cao, tốc độ quét quái của thành viên tinh anh bình thường là quá chậm, cần phải có cao thủ dẫn đội mới được. Thất Bảo Thúc gật đầu giải thích. Tán Thiên Quân Đoàn là quân đoàn mạnh nhất của Thiên Tán Công Hội, giống như Hắc Thần Quân Đoàn của Linh Dực Công Hội vậy, là dùng đại bộ phận tài nguyên của công hội vào quân đoàn này, thực lực của mỗi thành viên đều rất mạnh, đặt ở trong mắt người chơi bình thường đều là cao thủ tuyệt đối. Có điều thành viên của Tán Thiên Quân Đoàn chỉ nghe hội trưởng an bài, cao tầng công hội như hắn căn bản là không nói được. Được, không thành vấn đề, giờ ta thông tri cho bọn họ phái ra 20 đoàn đội, tổng cộng 400 người tới cho Thất Thúc ngươi chỉ huy. Nhất Tiêu Độc Tán không nói hai lời thông tri cho đoàn trưởng của Tán Thiên Quân Đoàn, bảo hắn triệu tập 400 người lập tức chạy tới Tử Vong Chi Tháp. Trong phòng rèn cấp đặc biệt của Trúc Hỏa Thương Hành ở Bạch Hà Thành, Thạch Phong sớm đã tế hiến 500 điểm sinh mệnh chi lực mở ra kỹ năng thần ân gia hộ của trái tim của Icarus, bắt đầu chế tác ma năng hộ giáp phiến cao cấp. Thần ân gia hộ sau khi tế hiến 500 điểm sinh mệnh chi lực, khiến trình độ rèn của hắn đạt tới cấp đại sư thì không nói, đồng thời còn có thể kéo dài khoảng 3 tiếng, thời gian cung đao chỉ có 4 tiếng, ở giữa chỉ có 1 tiếng trống, hiệu quả mạnh không thua gì tạo ra một người chơi sinh hoạt cấp đại sư bình thường. Một điểm đáng tiếc duy nhất chính là quá tiêu hao sinh mệnh chi lực. Có điều Thạch Phong cũng cảm thấy thỏa mãn rồi. Có trình độ đoán tạo đại sư, hắn cũng thuận lợi học được cách chế tác ma năng hộ giáp phiến cao cấp, thông qua các loại đạo cụ gia trì, khi hắn chế tác một kiện ma năng hộ giáp phiến cao cấp, xác suất thành công là cao tới 41%, bình thường chế tác 3 lần có thể thành công 1 lần. Chỉ trong 3 tiếng ngắn ngủi, hắn đã thành công chế tạo ra 31 kiện ma năng hộ giáp phiến cao cấp, sản lượng có lẽ không bằng ma năng hộ giáp phiến trung cấp, nhưng thuộc tính của ma năng hộ giáp phiến cao cấp lại vượt xa ma năng hộ giáp phiến trung cấp, nếu người chơi bình thường nhìn thấy, tuyệt đối đều sẽ kinh hô. Không thể tin được đây là mảnh hộ giáp. Chủng loại mảnh hộ giáp trong thần vực là rất nhiều. Nhưng mảnh hộ giáp bậc cao người chơi có thể dùng được thì lại không có bao nhiêu loại, mà ma năng hộ giáp phiến cao cấp chính là một trong số đó. Những mảnh hộ giáp bậc cao có thể thích hợp cho người chơi sử dụng cũng có một cách gọi. Mảnh hộ giáp siêu phàm. Như là ma năng hộ giáp phiến trung cấp và cương chú hộ giáp phiến cũng chính là người chơi bậc 2 cấp 1 còn có thể dùng một chút, nhưng đối với người chơi từ bậc 3 trở lên mà nói, chút thuộc tính gia tăng này quả thực là ít tới đáng thương, còn không thực dụng bằng gia tăng một chút kháng phép, dẫu sao theo cấp bậc của người chơi đề thăng. Cứ thăng một cấp điểm thuộc tính tự do gia tăng của cũng sẽ đề thăng trên diện rộng. Khi người chơi vẫn là bậc 0, cứ thăng một cấp cũng mới có 4 điểm thuộc tính tự do, tấn thăng đến bậc 1 là 8 điểm thuộc tính tự do, mà sau khi tấn thăng đến bậc 2 sẽ có 15 điểm thuộc tính tự do, chênh lệch trong đó là không cần nghĩ cũng biết. Cho nên người chơi càng sớm tấn thăng càng tốt, bởi vì cho dù người chơi cùng tấn thăng đến bậc 1, nếu chậm hơn người khác 3-4 cấp mới làm được, điểm thuộc tính tự do sẽ ít hơn 10 điểm, càng đừng nói là nghề nghiệp sau bậc 2. Chính bởi vì vậy, hiệu quả của mảnh hộ giáp siêu phàm mới được thể hiện ra. Mà ma năng hộ giáp phiến cao cấp ở trong mảnh hộ giáp siêu phàm cũng coi như là mảnh hộ giáp đề thăng thuộc tính cơ bản khá nhiều, cho nên rất được các người chơi bậc cao yêu thích. Xem ra vận khí cũng không tệ lắm, thuộc tính đề thăng đều là tiêu chuẩn trở lên. Thạch Phong rất hài lòng với ma năng hộ giáp phiến cao cấp mà mình chế tác. Ma năng hộ giáp phiến cao cấp, sau khi trang bị mảnh hộ giáp vật lý có thể đề thăng 600 điểm phòng ngự, lượng đề thăng 3%, sức chịu đựng đề thăng 4%, nhanh nhẹn đề thăng 3%, tối đa lắp 3 kiện, mà ma pháp hộ giáp phiến có thể đề thăng 240 điểm phòng ngự, trí lực đề thăng 3%, sức chịu đựng đề thăng 4%, tinh thần đề thăng 3%, tối đa lắp 3 kiện. Ma năng hộ giáp phiến cao cấp chỉ có thể lắp cho trang bị cấp 40 trở lên, trang bị cấp 40 trở xuống là không thể lắp. Chỉ cần trang bị lên 3 kiện, thuộc tính của người chơi có thể đề thăng 10%, điều này đối với cho người chơi bình thường mà nói đã là đề thăng không nhỏ, càng đừng nói là người chơi cao thủ mặc một thân trang bị cực phẩm. Thuộc tính cơ bản đề thăng 10%, chiến lực của người chơi ít nhất cũng đề thăng 2-3 thành. Chênh lệch 2-3 thành chiến lực là bao lớn? Người chơi có trình độ và vũ khí trang bị tương đương, người chơi trang bị 3 kiện ma năng hộ giáp phiến cao cấp không cần phí bao nhiêu sức lực là có thể đánh bại phía không trang bị. Cho nên rất nhiều người chơi bậc cao là đổ xô tới ma năng hộ giáp phiến cao cấp. Đúng là đáng tiếc. Thạch Phong nhìn ma năng hộ giáp phiến cao cấp vừa chế tạo ra, thầm cảm thấy đáng tiếc. Tuy ma năng hộ giáp phiến cao cấp rất tốt, nhưng khuyết điểm cũng vô cùng rõ ràng, tốc độ chế tác là chậm hơn ma năng hộ giáp phiến trung cấp rất nhiều, hơn nữa chỉ có một mình hắn có thể chế tác, đã định trước sản lượng của ma năng hộ giáp phiến cao cấp không được bao nhiêu, chỉ là tự thỏa mãn cho Linh Dực Công Hội đã tốt lắm rồi. Có điều hiện tại chỉ có thể dùng làm đạo cụ hấp dẫn người chơi tới Trúc Hỏa Thương Hành, cũng không thể làm thương phẩm phát tài chân chính. Sau đó Thạch Phong lại đợi 1 tiếng, lại tế hiến 500 điểm sinh mệnh chi lực mở ra thần ân gia hộ, tiếp tục chế tác ma năng hộ giáp phiến cao cấp. Bất tri bất giác sau khi Thạch Phong chế tác ra 100 kiện thì bắt đầu chế tác ma quan 6 trang. Hiệu quả đề thăng của ma năng hộ giáp phiến cao cấp rất lớn thì không sai, nhưng tác dụng chân chính lại để người chơi bậc cao sử dụng. Đối với người chơi hiện tại mà nói, đề thăng là vô cùng có hạn, dẫu sao thuộc tính cơ bản của người chơi hiện tại vẫn ít, không đề thăng lớn bằng ma quan 6 trang đối với người chơi hiện tại. Là 6 trang tinh kim cấp 50, chỉ là đề thăng thuộc tính cơ bản của kiện lẻ cũng có thể khiến trang bị ám kim cấp 45 phải ngước nhìn rồi, càng đừng nói là một bộ, đề thăng đối với thuộc tính của người chơi quả thực là quá kinh khủng, ngay cả 6 trang bậc 1 cũng không thể bằng được. Lúc trước tuy Thạch Phong có được ma quan 6 trang, nhưng 6 trang tinh kim cấp 50, cho dù đoán tạo sư cao cấp cũng không nắm chắc làm được, chỉ có đại sư mới có thể nắm chắc chế tác thành công. Nếu người chơi có thể ở cấp 51 bộ ma quan 6 trang cấp tinh kim, trên cơ bản có thể nghiền ép người chơi có mấy kiện vũ khí trang bị cấp sử thi, nếu là ma quan 6 trang cấp ám kim, cho dù trang bị mấy kiện vũ khí trang bị cấp sử thi cũng không thể bằng được. Hơn nữa người chơi cũng chưa chắc cứ phải ở cấp 50 mới có thể trang bị ma quan 6 trang, chỉ cần trên người có vũ khí trang bị giảm yếu cầu cấp bậc, cũng có thể ở hơn cấp 40 trang bị lên, cái này coi như là một mặt tốt của trang bị trưởng thành và cấp sử thi. Thạch Phong có thất diệu chi giới, có thể cường hành giảm xuống cấp 5, ngoài ra còn có Thiên Long Thánh tức lợi hại hơn, có thể cường hành giảm xuống 10 cấp, hoàn toàn có thể khiến Thạch Phong ở cấp 44 hiện tại trang bị lên ma quan 6 trang cấp 50. Ngoài ra trong công hội còn có một số người có đạo cụ vũ khí trang bị cường hành hạ cấp bậc, tuy không trâu như Thiên Long Thánh tức, nhưng cũng có thể ở trước cấp 50 trang bị lên, có thuộc tính kiểu áp đảo. Cho dù đối phương là cao thủ hàng đầu, trước cấp 50 trang bị lên ma quan 6 trang cấp tinh kim, cũng vậy có thể treo những cao thủ hàng đầu này lên mà đánh. Nghĩ đến đây, trong lòng Thạch Phong sảng khoái không nói nên lời. Lập tức Thạch Phong liền hành động, khi hắn tiến hành thần chi thí luyện, Trúc Hỏa Thương Hành cũng từ phỉ thúy thành thu được không ít phỉ thúy, đủ để chế tạo ra khá nhiều ma quan 6 trang cấp tinh kim. Chế tác ma quan 6 trang trừ phỉ thúy có hiệu quả dẫn truyền không tồi ra, còn cần không ít ma tinh thạch. Cho nên Thạch Phong lại lấy ra một đống ma thủy tinh bắt đầu luyện kim hợp thành ma tinh thạch. Cho tới khi thời gian cung đao 1 giờ kết thúc, Thạch Phong đã luyện kim hợp thành ra một đống ma tinh thạch, lại mở ra thần ân gia hộ, bắt đầu luyện chế ma quan 6 trang. So sánh với ma năng hộ giáp phiến cao cấp, độ khó luyện chế ma quan 6 trang là lớn hơn nhiều, mà Thạch Phong dưới sự trợ giúp của các loại đạo cụ phụ trợ mới miễn cưỡng đạt tới 45% xác suất thành công, tương đương với chế tác 3 lần mới có thể thực tế có được một bộ, có điều Thạch Phong đối với điều này cũng rất hài lòng rồi. Nếu đoán tạo đại sư khác chế tác, xác suất thành công sợ rằng có thể có 35% đã là tốt lắm rồi, đến lúc đó chính là không phải chế tác 3 lần có được một bộ, mà là chế tác 5 lần có thể có được một bộ đã phải cảm ơn trời cao thương xót. Chế tác một bộ ma quan 6 trang cần khoảng 18 viên ma tinh thạch, hợp thành một khối ma tinh thạch cần 50 viên ma thủy tinh, dựa theo giá thị trường của ma thủy tinh hiện tại, đổi thành kim tệ chính là 225 kim tệ, cộng thêm phí tài liệu khác, phí tổn đó quả thực không phải quá cao. Mà đại sư bình thường chế tác, phí tổn phải trên 1000 kim tệ, trong toàn bộ thần vực đúng là không có mấy công hội có thể chịu được. Cũng may xác suất thành công của hắn đủ cao, vận khí siêu tốt thì 2 lần đã thành một bộ, vận khí bình thường cũng có thể 3 lần thành một bộ, ở trên phí tổn, Thạch Phong trực tiếp tiết kiệm được hơn mấy trăm kim tệ. Sau 3 tiếng, có lẽ là nhờ được cộng thêm điểm may mắn, vận khí cũng không tồi, 1 giờ chế tác 3 lần, 3 giờ là 9 lần, tổng cộng chế tạo ra 5 bộ ma quan 6 trang, 4 bộ còn lại đều là tàn thứ phẩm cấp bí ngân, có điều dùng để bán ra cũng là lựa chọn không tồi, dẫu sao ở trong thần vực, sau khi người chơi lên tới cấp 50. Trang bị cấp bí ngân vẫn là khá hiếm có, tinh anh của công hội lớn, cũng chỉ có thể mặc cấp huyền thiết mà thôi. Khi Thạch Phong đang lẳng lặng chờ hết thời gian cung đao, rảnh rỗi không có gì làm liền lấy ra rương báo cấp sử thi có được trong thần chi thí luyện. Lúc trước trong thần chi thí luyện, hắn không có ma tinh thạch, có điều hiện tại đã hợp thành ra một đống ma tinh thạch, vừa hay có thể mở rương báo cấp sử thi xem thử. Lần trước rương báo cấp sử thi đã mang đến cho Thạch Phong không ít kinh hỉ, nhất là thú vương cương yếu, hiện giờ lại có một rương báo cấp sử thi, trong lòng Thạch Phong cũng rất khẩn trương, bắt đầu thầm cầu nguyện. Nhất định đừng mở ra vật phẩm cấp sử thi, nhất định đừng mở ra vật phẩm cấp sử thi. Vật phẩm cấp sử thi có thể nói là thứ không đáng tiền trong nhất trương báo cấp sử thi, thực sự quý giá ngược lại là phối phương và bản thiết kế. Lập tức Thạch Phong mở ra thần ân thiên tứ, đồng thời tế hiến 200 điểm sinh mệnh chi lực, khiến điểm may mắn trong nháy mắt đề thăng 70 điểm, chậm rãi mở ra trương báo cấp sử thi. Thời gian Thạch Phong mở trương báo cấp sử thi, toàn bộ phòng rèn đều bị hoa quang màu tím bao phủ. Trường hợp rất long trọng, nếu đặt vào trên đường Bạch Hà Thành, sợ rằng sẽ dẫn tới toàn bộ Bạch Hà Thành phải xôn xao. Theo hoa quang màu tím tiêu tán, độ nồng đậm ma lực trong phòng rèn cũng theo đó đề thăng không nhỏ, mãi lâu sau vẫn không thể tản đi. Trong rương báo cấp sử thi tổng cộng có 3 vật phẩm. Một kiện áo giáp sang đẹp quý phái có 2 màu đỏ trắng, ma lực xung quanh lờ mờ ngưng tụ trong ma pháp trận loại nhỏ từ 7 viên bảo thạch ở trước áo giáp tạo thành, mang theo sương mù 7 màu, vô cùng chói mắt. Nhìn thấy áo giáp này, Thạch Phong cũng giật mình. Đây tuyệt đối là áo giáp đẹp nhất Thạch Phong từng thấy, không phải một trong. Đây rốt cuộc là áo giáp gì? Trong lòng Thạch Phong đầy kinh ngạc. Đây vẫn lần đầu hắn nhìn thấy trang bị có thể tự động đề thăng độ nồng đậm ma lực xung quanh, cho dù lúc này hắn chỉ ở bên cạnh, cũng vẫn cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều, hơn nữa trình độ nồng đậm của ma lực thậm chí vượt quá cả phòng minh tưởng sơ cấp. Nếu người chơi có thể thời khắc ở vào loại trạng thái này, sẽ có trợ giúp rất lớn đối với đề thăng thực lực và chiến đấu. Lập tức Thạch Phong ấn giới thiệu về áo giáp. Thất Diệu Chiến Y, bản giáp che ngực, tàn phiến vật phẩm cấp truyền thuyết, yêu cầu trang bị 1.000 điểm lực lượng, yêu cầu nghề nghiệp cùng chiến sĩ, sau khi trang bị, sức phòng ngự gia tăng cấp bậc người chơi 100, toàn thuộc tính gia tăng cấp bậc của người chơi 3, lực lượng đề thăng 60%, nhanh nhẹn đề thăng 40%, sức chịu đựng đề thăng 60%, kháng phép đề thăng 30%, bỏ qua cấp bậc cộng 20, yêu cầu cấp bậc đối với tất cả vật phẩm trang bị giảm xuống cấp 10, tất cả kỹ năng cấp bậc của cùng chiến sĩ cộng 5. Kỹ năng bị động kèm theo thứ nhất, Thất Diệu Phòng Hộ, trực tiếp giảm miễn 70% đối với công kích của người chơi cấp bậc thấp hơn, giảm miễn 40% đối với công kích của cùng cấp, có thể giảm miễn 20% công kích của cấp cao hơn, tất cả kỹ năng hạn chế không có hiệu quả. Kỹ năng bị động kèm theo thứ hai, Ma Lực Cường Hóa, khiến hiệu quả tất cả lực lượng công kích của người chơi đề thăng 50%, tố chất thân thể đề thăng 30%. Kỹ năng đi kèm thứ nhất, Thiên Thần Quang Huy, miễn dịch tất cả thương tổn ma pháp, thương tổn vật lý giảm bớt 80%, tốc độ di chuyển đề thăng 100%, tốc độ công kích đề thăng 100%, thời gian duy trì 10 giây, thời gian cung đao 1 giờ. Kỹ năng đi kèm thứ hai Thất Diệu Lĩnh Vực, phạm vi bao phủ 50 m, có thể khiến tốc độ phản ứng của tất cả kẻ địch giảm xuống 30%, tốc độ di chuyển giảm xuống 40%, tốc độ công kích giảm xuống 40%, người chơi có thể tối đa khống chế 3 thanh Thất Diệu thánh thương có 200% lực lượng của người chơi. Có thể tạo thành 500% thương tổn thần thánh, thời gian duy trì 2 phút, thời gian cung đao 5 tiếng. Cấp bậc kỹ năng hiện tại là bậc 1, kỹ năng sẽ theo cấp bậc của người chơi đề thăng mà đề thăng. Thất Diệu Chiến Y, vật phẩm cấp truyền thuyết do thần tượng so rốt chế tác, trong thần chiến bị Thâm Uyên chi chủ phá hoại, có điều hạch tâm không tổn hại, chỉ cần hấp thu 10 viên thần tinh là có thể khôi phục, số lượng hấp thu trước mắt, 010. Sau khi Thạch Phong xem xong giới thiệu thì sững sờ cả nửa ngày. Không ngờ rương báo cấp sử thi đúng là mở ra tàn phiến vật phẩm cấp truyền thuyết, hơn nữa còn là một kiện tàn phiến vật phẩm cấp truyền thuyết khá lợi hại. Nếu ai trang bị Thất Diệu Chiến Y này lên, chiến lực không biết sẽ đề thăng mấy trình độ. Một điểm đáng tiếc duy nhất là chỉ có nghề nghiệp cùng chiến sĩ mới có thể trang bị, nếu hắn có thể trang bị, sợ rằng trong thần vực hiện tại, thực sự không có một ai có thể là đối thủ của hắn, dẫu sao trang bị 2 kiện tàn phiến vật phẩm cấp truyền thuyết thật sự quá khủng bố, chỉ là thuộc tính cơ bản đã vượt trội rồi. Càng đừng nói là kỹ năng bùng nổ. Nếu người chơi không có trang bị tương ứng để chống lại, thực sự là tồn tại vô địch. Tuy khuyết điểm của Thất Diệu Chiến Y rất rõ ràng, có điều phương pháp sửa chữa phục hồi là dễ hơn tàn phiến vật phẩm cấp truyền thuyết khác rất nhiều, sau này hoàn toàn có cơ hội thành công sửa chữa, biến thành vật phẩm cấp truyền thuyết chân chính. Đến lúc đó chỉ cần trang bị lên, hoàn toàn có thể khiến người chơi khiêu chiến vượt cấp. Trong rương báo cấp sử thi trừ một kiện áo giáp ra, còn có 2 bản thư tịch cổ xưa. Thạch Phong mở được Thất Diệu Chiến Y đã mừng rỡ như điên rồi, đối với 2 thư tịch cổ xưa này đã biến thành không quá để ý, nhưng sau khi ấn xong giới thiệu thuộc tính, vẫn khiến Thạch Phong giật mình. Hiệu quả của trái tim của Icarus cũng quá nghịch thiên rồi. Thạch Phong cầm 2 quyển thư tịch trong tay, cũng không biết nên nói gì. 2 quyển thư tịch này, một quyển là Luyện Kim Bí Lục, một quyển là Ma Pháp Chi Thác. 2 quyển thư tịch này, bất kể là quyển nào cũng đều là bảo vật có thể gặp chứ không thể cầu trong thần vực. Trong đó Luyện Kim Bí Lục ghi chép một loại bí dược, tối đa có thể khiến 10 vị luyện kim sư học tập. Trong thần vực có rất nhiều dược tề, có điều hiệu quả tối đa chỉ kéo dài 1-2 tiếng, hơn nữa sau khi tử vong hiệu quả của dược tề sẽ không còn, nhưng bí dược thì lại khác, không chỉ có thời gian dài, cho dù người chơi phục sinh sau khi tử vong, hiệu quả vẫn còn, mà đó chỉ là hiệu quả kèm theo không đáng nhắc tới của bí dược. Bí dược là tác phẩm mà một luyện kim cự tượng trong lịch sử của thần vực vất vả nghiên cứu ra, mỗi một loại bí dược đều có hiệu quả vô cùng cường đại. Mà bí dược Luyện Kim Bí Lục trong tay Thạch Phong có thể chế tác tên là Thể Lực Bí Dược, có thể khiến thể lực của người chơi cao nhất đề thăng 10%, tốc độ khôi phục thể lực đề thăng 80%, thời gian duy trì 10 tiếng. Thể lực đối với người chơi mà nói chính là thứ không thể thiếu, bất kể là người chơi khi chiến đấu hay là chạy bộ đều sẽ tiêu hao thể lực, chỉ là lượng tiêu hao khác nhau, nếu người chơi không còn thể lực, cho dù ở đầy máu cũng không động đậy. Cho nên phần lớn người chơi sau khi quét quái một đoạn thời gian dài ở dã ngoại đều sẽ về nghỉ ngơi, mượn đó để khôi phục thể lực. Nếu có thể khiến hạn mức tối đa của thể lực đề thăng, tốc độ khôi phục đề thăng, có thể gia tăng hiệu suất quét quái của người chơi trên diện rộng. Cho nên ở trong thần vực, phàm là vật phẩm có thể đề thăng thể lực hoặc là khôi phục thể lực đều rất quý giá. Tuy thể lực bí dược không bằng sinh mệnh tinh hoa mà huyết luyện chi tinh tạo ra, nhưng hiệu quả vẫn không tồi, đối với người chơi cao thủ mà nói cũng có tác dụng cực lớn, càng đừng nói là người chơi bình thường. Có luyện kim bí lục, chắc chắn có thể khiến sinh ý của Trúc Hỏa Thương Hành lên cao một bước. So sánh với luyện kim bí lục, bản thiết kế kiến tạo của ma pháp chi tháp mới là thứ thực sự có trọng dụng đối với Linh Dực Công Hội. Bình thường ở trong thần vực, sau khi các người chơi công chiếm trấn nhỏ hoặc là kiến tạo ra thành trấn, đều có thể mua vũ khí phòng ngự ở hiệp hội mạo hiểm giả, ví dụ như pháo tháp chính là vũ khí phòng ngự thường thấy nhất, không chỉ uy lực to lớn, phạm vi công kích cũng rất lớn. Nhưng pháo tháp chỉ là vũ khí phòng ngự cơ bản nhất trong trấn nhỏ và thành trấn, rất nhiều vũ khí phòng ngự khác đều chỉ có thể có được từ nơi khác, mà ma đạo mạch xung pháo sơ cấp chính là như vậy, chỉ là thứ này quá đắt, hơn nữa khi sử dụng CD rất dài thì không nói, tiêu tốn cũng rất lớn, chỉ là phạm vi công kích thực sự quá khủng bố. Một pháo có uy lực gần bằng ma pháp hủy diệt cỡ lớn bậc 4, pháo tháp là kém xa. Có điều còn có vũ khí phòng ngự cao cấp hơn những thứ này, đó chính là ma pháp chi tháp. Mà kiến tạo một tòa ma pháp chi tháp, luận về năng lực phòng ngự thì 7-8 tòa pháo tháp cũng kém xa, chính bởi vậy, ma pháp chi tháp chính là kiến trúc phòng ngự chủ lưu trong thần vực. Chỉ là muốn kiến tạo ma pháp chi tháp thì rất khó, không chỉ cần bản thiết kế kiến tạo, còn cần rất nhiều tài nguyên nữa mới được. Nhìn bản thiết kế ma pháp chi tháp lộ ra có chút cũ nát trong tay, nếu nói Thạch Phong không kích động thì là giả. Ma pháp chi tháp đối với các công hội lớn ở thần vực trước mắt mà nói, kỳ thật giá trị không quá cao, thậm chí còn không bằng luyện kim bí lục, nhưng đối với Thạch Phong mà nói, giá trị của nó lại vượt xa tàn phiến vật phẩm cấp truyền thuyết. Nếu muốn xây thành ở Tinh Nguyệt Vương quốc, sức dụ hoặc của lợi ích to lớn tuyệt đối sẽ khiến các công hội siêu cấp đều đỏ mắt tới phát cuồng, thậm chí nguyện ý bất chấp tất cả mọi giá để cướp đoạt. Dẫu sao thành thị là hơn xa trấn nhỏ, người chơi có thể dung nạp căn bản không phải là trấn nhỏ có thể so sánh, kiến trúc quan trọng có thể kiến tạo cũng nhiều hơn rất nhiều. Một điểm quan trọng nhất chính là người chơi giải trí khẳng định sẽ chen chút cù vào, có thể mang tới lợi ích kinh tế to lớn. Càng đừng nói ở trong thành thị còn có thể thành lập ma lực chi tháp, khiến người chơi chỉ cần là đứng ở trong thành thị cũng có thể tích trữ điểm kinh nghiệm song bội. Dựa vào Linh Dực Công Hội hiện tại đối mặt với công hội siêu cấp, căn bản là lấy trứng chọi đá, qua thời kỳ bảo hộ căn bản là không thể phòng thủ được thành thị kiến tạo ra, đến lúc đó sẽ chỉ trở thành giá áo cho người khác. Điểm này là Thạch Phong không muốn nhìn thấy nhất. Cho nên cho dù hiện tại có đủ kim tiền để kiến tạo thành thị, hắn cũng sẽ không kiến tạo. Thất phu vô tội hoài bích có tội, không có thực lực chính là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng, những công hội siêu cấp đó có thể hợp tác với hắn, người khác chơi trò chơi ảo chính là muốn kiếm được tiền, trước mắt rõ ràng có thể độc chiếm một mình, vì sao lại phải chia sẻ cho người khác. Nếu muốn công hội siêu cấp hợp tác với Linh Dực Công Hội, cần phải có một tiền đề, đó chính là có năng lực giữ được thành thị kiến tạo, bằng không tất cả là không cần bàn nữa, cái này cũng giống như Long Phượng Các lúc trước vậy. Lúc trước Thạch Phong còn lo không biết phòng thủ thành thị thế nào, ma pháp chi tháp hiện tại chắc chắn chính là phúc âm, chỉ cần sau khi hoàn thành kiến tạo thành thị, thành lập mấy tòa ma pháp chi tháp, dựa vào Linh Dực Công Hội có thực lực đang không ngừng đề thăng, phòng thủ một tòa thành thị chắc không phải vấn đề lớn. Một bản thiết kế kiến tạo ma pháp chi tháp là giống như bản thiết kế ma pháp truyền tống trận, cho dù người chơi có được, cũng không thể chế tác vô hạn, cũng có hạn chế số lượng nhất định, mà bản thiết kế ma pháp chi tháp tối đa có thể kiến tạo 5 tòa, nhưng đối với Thạch Phong mà nói thì cũng đủ rồi. Vốn vẫn đang muốn mua thêm mấy tòa pháo tháp để ổn định an toàn cho Thạch Lâm Tiểu Trấn, hiện tại xem ra là không cần rồi. Thạch Phong mỉm cười, lập tức thông tri cho Thủy Sắc Sắc Phi, bắt đầu thu thập tài liệu và triệu tập người chơi sinh hoạt tới Thạch Lâm Tiểu Trấn, chuẩn bị do hắn tự mình đến kiến tạo ma pháp chi tháp. Kiến tạo ma pháp chi tháp không giống như là nghề nghiệp sinh hoạt, cần phải là nghề nghiệp nào đó mới được, kỳ thật kiến tạo ma pháp chi tháp, bất kỳ người chơi nào cũng được, chỉ là vấn đề tốc độ, có điều muốn chế tác hạch tâm kiến tạo ma pháp chi tháp, người chơi phải có năng lực vẽ ma pháp trận trung cấp. Dẫu sao cái quan trọng nhất của ma pháp chi tháp chính là mạch ma lực của ma pháp trận. Đối với Thạch Phong có thể chế tác ma pháp trận trung cấp mà nói, kiến tạo mạch ma lực của ma pháp chi tháp là rất dễ dàng. Về phần chuyện ma quan 6 trang, Thạch Phong định tạm thời để sang bên, nói chung hiện tại trong công hội cũng không ai có thể trang bị, mà quan sáo trang chế tác ra đã đủ dùng rồi. Nói xong, Thạch Phong đổi sáo trang bậc một đang mặc ở trên người thành ma quan sáo trang cấp tinh kim, sau đó thay 3 kiện ma năng hộ giáp phiến cao cấp, khiến thuộc tính cơ bản trực tiếp tăng mạnh đến một trình độ mới, chỉ là thuộc tính lực lượng đã đột phá 1.200 điểm, mạnh hơn quái lĩnh chủ ngang cấp không ít. Điểm sinh mệnh lại tăng mạnh đến 32.550 điểm, sức phòng ngự sợ rằng ngay cả MT số 1 khả nhạc của công hội cũng phải nghẹn lời. Có một thân trang bị này, cho dù ta không cần bất kỳ kỹ năng bùng nổ nào, chỉ sợ cũng có thể đơn đấu bóc lĩnh chủ cấp 50 không có kỹ năng lợi hại. Thạch Phong nắm chặt quyền đầu, cảm giác chiến lực của bản thân đã đạt tới một hoàn toàn mới. Không thể không nói, thuộc tính của trang bị cấp 50 và trang bị cấp 45 thực sự là chênh lệch quá nhiều. Sau khi Thạch Phong thay trang bị, dùng ác ma giả diện thay đổi ngoại hình của ma quan sáo trang, biến thành bộ dạng trước kia, như vậy ở trong mắt người ngoài vũ khí trang bị của hắn là không có một chút biến hóa nào, muốn kiểm tra thực lực của hắn, trừ khi là phải đánh một trận. Thạch Phong vừa đi xuống, chuẩn bị điều chỉnh quầy chuyên kinh doanh ở đại sảnh tầng 1 của Trúc Hỏa Thương Hành, lập tức phát hiện người chơi trong đại sảnh so với khi hắn đến thì ít hơn rất nhiều, hơn nữa còn có không ít người chơi đang cười nhạt trước thương phẩm của Trúc Hỏa Thương Hành. Trúc Hỏa Thương Hành này cũng quá không ra gì, Thương Hành Thiên Hạ và Hắc Thủy Thương Hành của người khác bán ra Quang Minh Chi Thạch cũng chỉ đòi 80 đồng, Trúc Hỏa Thương Hành không ngờ vẫn để 1 ngân tệ, xem ra ta cứ tới 2 thương hành đó mua thôi. Quang Minh Chi Thạch không phải là đặc sản của Trúc Hỏa Thương Hành à? Ngươi không biết sao, trước đó không lâu Thương Hành Thiên Hạ và Hắc Thủy Thương Hành tuyên bố sắp bán ra Quang Minh Chi Thạch, hơn nữa nói một viên chỉ cần 80 đồng tệ, vĩnh viễn không tăng giá, không giống như là Thương Hành Hắc Tâm nào đó, chỉ muốn vét sạch tiền mồ hôi nước mắt của những người chơi chúng ta. Không thể nào, rẻ hơn nhiều như vậy à, sớm biết vậy ta đã không mua quá nhiều Quang Minh Chi Thạch ở Trúc Hỏa Thương Hành. Khi mấy người chơi trong đại sảnh đang lớn tiếng nói chuyện, các người chơi nghe thấy đàm luận của bọn họ đều nhao nhao ngừng mua Quang Minh Chi Thạch, ai nấy đều ra khỏi Trúc Hỏa Thương Hành, rõ ràng là muốn tới Thương Hành Thiên Hạ và Hắc Thủy Thương Hành xem thử. Đối với người chơi bình thường mà nói, 20 đồng tệ không phải là con số nhỏ, một ngày nếu dùng bớt đi 5 đồng, vậy có thể tiết kiệm được 1 ngân tệ, đủ để khiến người chơi tự do uống mấy chén trong quán rượu, hoặc là giữ lại mấy ngày đổi một kiện trang bị cấp thanh đồng hoặc là cấp huyền thiết không tồi. Tây Vương đúng là nhanh thật. Thạch Phong liếc mấy người chơi tự do lớn tiếng nói chuyện phím lúc trước, lập tức ấn cột hệ thống, trực tiếp truyền tống 2 người này ra khỏi Trúc Hỏa Thương Hành, hơn nữa là vĩnh viễn không thể tiến vào bất kỳ cửa hàng nào của Trúc Hỏa Thương Hành. Rõ ràng, mấy người này căn bản không phải đến Trúc Hỏa Thương Hành để mua đồ, mà là người của Thiên Tán hoặc là Hắc Thủy Công Hội, bằng không đã biết Thương Hành Thiên Hạ và Hắc Thủy Thương Hành có bán ra Quang Minh Chi Thạch, vì sao còn tới Trúc Hỏa Thương Hành nói nọ ngươi kia, như sợ người khác không biết vậy. Bình thường người nhận được tin tức chắc phải giống như người chơi lúc trước nghe thấy vội vàng chạy đi mới đúng, chứ không phải nói nửa ngày vẫn không hề có ý rời khỏi. Mẹ kiếp, vì sao ta không thể vào Trúc Hỏa Thương Hành nữa? Sặc, đây là thương hành quỷ quái gì vậy, không ngờ ngay cả khách nhân cũng muốn đuổi, lão tử mẹ nó sau này sẽ không bao giờ tới nữa. Mấy người chơi tự do bị Thạch Phong đuổi ra không ngừng lớn tiếng kêu gào trước cửa Trúc Hỏa Thương Hành, rất nhanh liền dẫn tới sự chú ý của rất nhiều người chơi trên đường. Trúc Hỏa Thương Hành này cũng thật quá đáng, sao có thể ai cũng đuổi. Nói như thế nào thì khách hàng cũng là thượng đế, không ngờ lại đuổi thượng đế đi, bọn họ là không muốn làm ăn nữa à. Ta thấy Trúc Hỏa Thương Hành là không được rồi, bắt đầu cam chịu à. Người trên đường cũng nhao nhao nói về Trúc Hỏa Thương Hành, càng nói càng khó chịu đối với hành vi của Trúc Hỏa Thương Hành. Có điều Thạch Phong lại không bận tâm tới việc này, chỉ ở trong đại sảnh tầng 1 mở một quầy chuyên doanh mới, để 10 kiện ma năng hộ giáp phiến cao cấp vào quầy chuyên doanh, sau đó rời khỏi Trúc Hỏa Thương Hành, sử dụng quyển trục về thành công hội truyền tống tới Thạch Lâm Tiểu Trấn. Xem Trúc Hỏa Thương Hành bọn họ sẽ làm thế nào. Ngay khi mấy người chơi bị Thạch Phong đuổi ra đang đắc ý, cho rằng hành động này có thể mang tới tổn thất không nhỏ cho Trúc Hỏa Thương Hành, nhưng sau khi qua một đoạn thời gian, đột nhiên phát hiện người chơi trên đường tiến vào Trúc Hỏa Thương Hành ngược lại nhiều lên. Hơn nữa trong những người chơi này có cả thành viên của các công hội lớn. Thậm chí trên đường còn có rất nhiều xe ngựa cao cấp đổ trước cửa lớn của Trúc Hỏa Thương Hành. Nhanh lên, tới muộn là không mua được đâu. Từng người chơi công hội từ trên xe ngựa cao cấp đi xuống đều vô cùng vội vàng. Thế này là sao? Mấy người chơi đang nghe chuyện trên TV audio CV bị đuổi ra cũng thấy chuyện không thích hợp, nhưng lại không biết là không thích hợp ở chỗ nào. nhìn từng thành viên của công hội lớn giống như phát điên ùa vào Trúc Hỏa Thương Hành, bọn họ vẫn muốn đi vào xem thử, nhưng bất kể bọn họ nỗ lực thế nào, cũng không thể bước vào trong Trúc Hỏa Thương Hành nửa bước, chỉ có thể ở bên ngoài dương mắt nhìn. Vị huynh đệ này, ngươi biết trong Trúc Hỏa Thương Hành phát sinh chuyện gì không? Nghe nói trong đại sảnh tầng 1 của Trúc Hỏa Thương Hành lại có thương phẩm mới, bằng hữu của ta thông tri cho ta, ta liền ngựa không ngừng vó chạy tới. Thương phẩm mới lần này tên là ma năng hộ giáp phiến cao cấp, nghe nói thuộc tính vượt xa ma năng hộ giáp phiến trung cấp, có điều số lượng sản xuất vô cùng ít ỏi. Cho nên Trúc Hỏa Thương Hành định một lúc nữa sẽ bắt đầu đấu giá, nếu có thể mua được một kiện, tương lai khẳng định có thể tăng gấp mấy lần giống như ma năng hộ giáp phiến. Ma năng hộ giáp phiến cao cấp. Mấy người chơi bị Thạch Phong đuổi ra lập tức trợn tròn mắt. Nhiệm vụ của bọn họ là giám thị động tĩnh của Trúc Hỏa Thương Hành, nhân tiện tiến hành quấy rối Trúc Hỏa Thương Hành. Nhưng bọn họ chân trước vừa bị đuổi ra, chân sau Trúc Hỏa Thương Hành đã bán ra ma năng hộ giáp phiến cao cấp, mà bọn họ lại muộn như vậy mới biết. Đối với chuyện ma năng hộ giáp phiến, trong toàn bộ Tinh Nguyệt Vương Quốc, thậm chí là quốc gia xung quanh đều nổi danh lừng lẫy, có điều bởi vì số lượng bán ra quá ít, người chơi có thể có được là đã ít lại càng ít, cũng chỉ có Linh Dực Công Hội dùng điểm công hội mới có thể đổi được, hơn nữa chỉ có người chơi tinh anh mới được đổi một kiện. Trở thành người chơi hạch tâm thì có thể đổi 3 kiện. Vì vậy các công hội lớn cũng chỉ có thể âm thầm mua lại từ trong tay thành viên của Linh Dực Công Hội với giá cao, mà ma năng hộ giáp phiến trung cấp mua về chỉ có cao thủ hàng đầu của công hội mới được sử dụng, người khác căn bản là không có tư cách đó. Hiện tại Linh Dực Công Hội bán ra ma năng hộ giáp phiến cao cấp cốt hơn, điều này tuyệt đối là đại sự kinh động cả Tinh Nguyệt Vương Quốc, chẳng trách các công hội lớn đều liều mạng chạy tới. Thậm chí công hội lớn từ vương quốc khác chạy tới Bạch Hà Thành quét thâm viên quái vật cũng nhao nhao ùa vào Trúc Hỏa Thương Hành. Nghĩ đến đây, mấy người bọn họ muốn mau chóng liên hệ với cao tầng của Hắc Thủy Công Hội, muốn cao tầng lập tức phái người đến mua, có thể bù đắp bao nhiêu thì bù đắp bấy nhiêu, nếu có thể bắt kịp đấu giá, nói không chừng sự trừng phạt của công hội đối với bọn họ cũng có thể được miễn trừ. Có điều bọn họ vừa mới bắt đầu liên hệ, liền nghe thấy trong Trúc Hỏa Thương Hành truyền ra một mảng tiếng kinh hô, sau đó một đạo thanh âm hùng hồn vang vọng trên đường. Hoan nghênh các vị tới Trúc Hỏa Thương Hành, cạnh tranh giá ma năng hộ giáp phiến cao cấp hiện tại bắt đầu. Sau khi tiếng vang này kết thúc, một số người chơi mới tới đều thở hổn hển chạy vào Trúc Hỏa Thương Hành, trên mặt lộ ra nụ cười may mắn. Bọn họ chính là từ đại sảnh truyền tống đáp xe ngựa cao cấp tới, nếu muộn thêm một bước, nói không chừng thật sự không mua được ma năng hộ giáp phiến cao cấp. Mấy thành viên công hội bị Thạch Phong đuổi ra lúc này đã thật sự choáng váng rồi, giờ biết ăn nói thế nào với bên trên, cho dù từ trong Hắc Thủy Thương Hành của Bạch Hà Thành chạy tới, nhanh nhất cũng phải khoảng hơn 10 phút, đến lúc đó đấu giá quan trọng như vậy khẳng định đã kết thúc. Về phần gửi kim tệ tới đây, tuy trên thời gian có thể miễn cưỡng bắt kịp, nhưng bọn họ lại không thể tiến vào Trúc Hỏa Thương Hành. Mà ở trong Trúc Hỏa Thương Hành, rất nhiều thành viên công hội và người chơi tự do đã đều tránh ra. Giá quy định của ma năng hộ giáp phiến cao cấp là 10 kim tệ, giá này là rẻ tới mọi người hoàn toàn không ngờ tới, bởi vì chỉ là ma năng hộ giáp phiến trung cấp giá thu mua ngầm cũng là 10 kim tệ, càng đừng nói là ma năng hộ giáp phiến cao cấp có thuộc tính mạnh hơn. Thuộc tính của ma năng hộ giáp phiến cao cấp tất cả mọi người đã xem qua rồi, đều vô cùng thèm thuồng. Chỉ cần gom đủ 3 kiện, vừa có thể khiến người chơi đề thăng khoảng 10% thuộc tính cơ bản. Cái này có lẽ đối với người chơi bậc 1 mà nói thì không tính là gì, nhưng đợi cho người chơi tấn thăng đến bậc 2 trở lên, chênh lệch này là thật sự rất lớn. Mọi người nghĩ đến ma năng hộ giáp phiến cao cấp cho dù là sau này người chơi tấn thăng đến bậc 4 bậc 5 cũng có thể sử dụng, ánh mắt nhìn ma năng hộ giáp phiến cao cấp cũng biến thành nóng rực. Lần đấu giá này tổng cộng bán ra 10 kiện, mỗi lần bán ra 1 kiện, điều này khiến các công hội lớn ở đây đều mắng thầm Trúc Hỏa Thương Hành hèn hạ vô sỉ. Hiệu quả của một kiện ma năng hộ giáp phiến cao cấp cũng không có gì, muốn phát huy ra hiệu quả lớn nhất, cần phải gom đủ 3 kiện, chẳng khác nào nói nếu có người gom đủ 2 kiện, như vậy cho dù không tiết giá cao, cũng phải mua kiện thứ 3, như vậy sẽ khiến sự cạnh tranh của mọi người ở đây biến thành kịch liệt hơn. Tuy giá quy định của một kiện là 10 kim tệ, nhưng đấu giá vừa mới bắt đầu, giá đã vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. 50 kim tệ. Bách Hoa Cung chúng ta muốn. Mộc Vân mặc pháp bào màu đỏ xanh nhẹ giọng hô. Lập tức mọi người trong sân nhao nhao nhìn lại, đều không khỏi hít một hơi lạnh. Đây không chỉ là bởi vì dung mạo tuyệt mỹ và ngọc như tiên của Mộc Vân, mà là vì cái giá Mộc Vân đưa ra thực sự quá kinh người. 50 kim tệ đã có thể mua một kiện trang bị ám kim thuộc tính cấp 35. Khẩu khí của Bách Hoa Cung các ngươi lớn thật, không phải là 50 kim tệ thôi à, Thiên Cơ Các chúng ta ra giá 100 kim tệ. Lúc này một vị thanh niên lạnh lùng đứng ra. Mà vị thanh niên này chính là người mới thiên tài của Thiên Cơ Các, Lãnh Thu, cấp bậc của hắn đã đạt tới cấp 40, hơn nữa mặc một thân trang bị ám kim cấp 40, khiến rất nhiều thành viên công hội ở đây đều phải kinh thán. 110 kim tệ. Mộc Vân không nhanh không chậm nói. Cái thứ ma năng hộ giáp phiến cao cấp này, nàng là chí tất phải có, nếu Linh Dực Công Hội là sau khi trải qua tuyên truyền khắp nơi mới đấu giá, có lẽ Bách Hoa Cung bọn họ không có bao nhiêu cơ hội, nhưng đấu giá này tới quá đột nhiên, rất nhiều công hội đều không tới kịp. Có điều nàng hoàn toàn chuẩn bị mua một khu đất ở Bạch Hà Thành làm công hội trú địa, cho nên trong tay có không ít kim tệ, hoàn toàn có thể thách thức Thiên Cơ Các. Có điều Lãnh Thu cũng không định từ bỏ, lại tiếp tục ra giá. Chỉ sau chốc lát, giá của ma năng hộ giáp phiến cao cấp đã lên tới 150 kim tệ, khiến tất cả mọi người đều từ bỏ. Tuy ma năng hộ giáp phiến cao cấp là tốt, nhưng gom đủ 3 kiện cũng mới đề thăng 10% thuộc tính, bỏ nhiều tiền như vậy thật sự có chút không đáng giá. Ta trả 200 kim tệ. Ngay khi mọi người đã cho rằng ma năng hộ giáp phiến cao cấp sắp thuộc về Bách Hoa Cung, một vị nữ tử mặc pháp bào màu xanh đậm vươn tay ra hiệu. 200 kim tệ. Người này điên rồi. Nếu ta có nhiều tiền như vậy, ta có thể mua một kiện vũ khí ám kim cấp 40. Mọi người trong đại sảnh nhao nhao nhìn nữ tử ra giá, lập tức ai nấy đều ngây đơ. Cấp bậc của nữ tử này không ngờ cao tới cấp 41. Mọi người ở đây, chỉ là người chơi đạt tới cấp 40 đã có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà những người này không ai không phải cao thủ, giống như Mộc Vân của Bách Hoa Cung, còn có Lãnh Thu của Thiên Cơ Các, ở công hội của mình đều là nhân vật cấp cao, nhưng cho dù là như vậy vẫn cách cấp 41 một cự ly tương đối, nhưng vị nữ tử này lại đạt tới. Cao thủ lợi hại như vậy, nhưng trên người của nàng ta lại không đeo bất kỳ ký hiệu công hội nào, thực sự khiến người ta kinh ngạc. Bán Hạ Khuynh Thành. Nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Mộc Vân nhìn nữ tử tư sắc không thua gì nàng ở trước mắt, vẻ mặt rất kinh ngạc. Cao thủ nổi danh trong Tinh Nguyệt Vương Quốc, nàng gần như đều biết, thậm chí cao thủ lợi hại trong các công hội lớn nàng cũng biết không ít, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy và nghe qua. Nhưng theo lý mà nói, cấp bậc có thể đạt tới cấp 41, đây không phải là chuyện cao thủ bình thường có thể làm được, càng đừng nói là người chơi tự do. Kỳ thật không chỉ là Mộc Vân cảm thấy kinh ngạc, ngay cả Lãnh Thu của Thiên Cơ Các cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Mạng lưới tin tức của Thiên Cơ Các là vô cùng toàn diện, nhưng vừa rồi hắn đã điều tra qua, căn bản không có một chút tin tức về Bán Hạ Khuynh Thành, người này hình như là tự dưng mọc ra vậy. Không chỉ mang tới cho hắn uy hiếp cực lớn, còn có tiền như vậy. Theo lý mà nói, người như vậy không nên là không có tiếng tăm gì, với mạng lưới tình báo của Thiên Cơ Các, cho dù chỉ ở trong một thành thị nhỏ có người chơi biểu hiện tốt, Thiên Cơ Các bọn họ cũng sẽ quay lại, nhưng hiện tại hắn không tìm được bất kỳ một tin tức nào của Bán Hạ Khuynh Thành, thật sự quá cổ quái. 200 kim tệ đối với Mộc Vân và Lãnh Thu mà nói căn bản không tính là gì, có điều bọn họ cũng không phải coi tiền như rác, biết rõ giá đã vượt xa giá trị của ma năng hộ giáp phiến cao cấp nên không tranh nữa, cho nên cuối cùng tặng cho Bán Hạ Khuynh Thành. Sau đó cuộc tranh đoạt ma năng hộ giáp phiến cao cấp chỉ diễn ra giữa ba người. Có điều cuối cùng đều bị Bán Hạ Khuynh Thành tiêu tốn 200 kim tệ mua lại, khiến mọi người nhìn mà kinh thán không thôi. Nếu là người chơi công hội thì cũng thôi, dẫu sao trong công hội nhiều người, kim tệ có thể kiếm được tất nhiên cũng nhiều, càng đừng nói là công hội lớn như Bách Hoa Cung và Thiên Cơ Các, nhưng 200 kim tệ đối với người chơi bình thường hiện tại mà nói căn bản chính là một con số thiên văn. Cho dù người chơi cao thủ cũng không lấy ra được nhiều như vậy. Mà Bán Hạ Khuynh Thành lại một hơi bỏ ra 600 kim tệ, mua 3 kiện ma năng hộ giáp phiến cao cấp, trình độ có tiền này trình độ khiến người ta không thể lý giải, hơn nữa nhìn vẻ mặt của Bán Hạ Khuynh Thành, không giống như quá để ý tới 600 kim tệ, trong nhất thời mọi người đều lại chú ý tới thân phận của Bán Hạ Khuynh Thành. Rất tò mò không biết Bán Hạ Khuynh Thành rốt cuộc là ai. Dẫu sao cao thủ mỹ nữ cấp 41, hiện tại bất kể là đặt vào công hội nào, đều tuyệt đối là thượng khách, được các công hội lớn coi trọng. Thậm chí đại biểu của một số công hội lớn đã lặng lẽ gửi tin tức cho Bán Hạ Khuynh Thành, hy vọng Bán Hạ Khuynh Thành gia nhập công hội của bọn họ, về phần đãi ngộ thì có thể tùy tiện đề xuất. Chỉ là những tin tức này đều không được đưa vào, tất cả đều bị Bán Hạ Khuynh Thành bỏ qua, không hề có hứng thú với những công hội này. Sau khi Bán Hạ Khuynh Thành mua 3 kiện ma năng hộ giáp phiến cao cấp, 7 kiện còn lại đều bị Mộc Vân và Lãnh Thu chia sẻ, các người chơi và công hội còn lại đều chỉ là tới đây góp vui. Ngay khi mọi người cho rằng đấu giá đã kết thúc, chuẩn bị bắt đầu tan cuộc, một đạo thanh âm lại khơi dậy ham muốn của mọi người. Lần đấu giá này kết thúc viên mãn, dự tính 4 ngày sau, Trúc Hỏa Thương Hành chúng ta sẽ cử hành hội đấu giá cỡ lớn của Trúc Hỏa Thương Hành lần đầu tiên, địa điểm vẫn là nơi này, có điều vật phẩm bán ra sẽ không chỉ là ma năng hộ giáp phiến cao cấp, còn có thể có rất nhiều vật phẩm quý giá, trong đó còn bao gồm cả tọa kỵ thanh đồng. Tuyệt đối sẽ khiến mọi người hài lòng, về phần vật phẩm chính là danh ngạch vào thành của Titan Thánh Thành, hy vọng mọi người đến lúc đó có thể chuyển cáo cho nhau. Theo thông tri trong đại sảnh kết thúc, tất cả mọi người toàn thân đều nổi da gà. Tuy bọn họ không biết Titan Thánh Thành là gì, nhưng tọa kỵ cấp thanh đồng đại biểu cho gì thì bọn họ biết rất rõ. Thần vực hiện tại, không ít cao thủ đỉnh cấp đều đã bước vào cấp 40, điều này có nghĩa là thời đại tọa kỵ xem như đã chân chính bắt đầu, chỉ là muốn đạt được tọa kỵ lại không phải chuyện dễ dàng. Người chơi bình thường chỉ là vì tọa kỵ phổ thông đã phải sầu muốn chết, càng đừng nói là tọa kỵ cấp thanh đồng, thứ này đối với tinh anh của công hội lớn mà nói cũng là thứ chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, bất kỳ công hội nào sau khi có được, đều sẽ ưu tiên cho cao thủ của công hội mình dùng, căn bản không thể lấy ra bán. Nhưng hiện tại Trúc Hỏa Thương Hành lại công khai nói rõ trên hội đấu giá cỡ lớn sẽ bán ra tọa kỵ cấp thanh đồng, sao có thể không khiến người ta kích động. Sau khi thông tri kết thúc, rất nhiều cao thủ tự do đều bắt đầu ma quyền sát chưởng, muốn tranh tọa kỵ cấp thanh đồng một chút. Dẫu sao thứ này không phải cao thủ bình thường có thể dễ dàng có được, cần dựa vào vận khí mới được, nhưng nếu chỉ là kim tệ, những cao thủ tự do bọn họ chưa chắc đã không có khả năng tranh một chút, nếu thật sự không được. Có một số cao thủ tự do cũng định bỏ ra rất nhiều điểm tín dụng để đổi lấy kim tệ mua. Tọa kỵ cấp thanh đồng không phải là tọa kỵ phổ thông, không chỉ tốc độ di chuyển nhanh hơn, đồng thời còn có thể phụ trợ làm chiến, chút chênh lệch đối với người chơi bình thường mà nói thì không tính là gì, nhưng đối với những cao thủ bọn họ thì lại rất quan trọng, bọn họ thường thường chỉ là thiếu một chút. Là có thể đơn độc kích sát quái vật lợi hại, nếu có tọa kỵ cấp thanh đồng trợ giúp, cũng có thể khiến năng lực sinh tồn và săn bắn của bọn họ có được đề thăng cực lớn, cho nên cho dù phải phí không ít điểm tín dụng, bọn họ cũng sẽ đi mua, tương đương với làm ra một phen đầu tư trước đối với sự nghiệp của mình. Không thể nào, Linh Dực Công Hội thật sự thiếu tiền như vậy à? Không ngờ ngay cả danh ngạch Titan Thánh Thành cũng muốn bán ra sao? Lãnh Thu cũng kinh ngạc đối với điều này, phần lớn người chơi đều không biết Titan Thánh Thành đại biểu cho gì, nhưng hắn thì biết. Hơn nữa chuyện của Vạn Thần Điện sớm đã được lưu truyền ra trong những thế lực siêu cấp như bọn họ, biết rất rõ danh ngạch Titan Thánh Thành là đáng quý cỡ nào. Linh Dực Công Hội này đúng là thú vị, tất cả mọi người cho rằng Linh Dực Công Hội khẳng định không chống đỡ được công kích của Hắc Thủy Công Hội, xem ra hiện tại là vẫn xem thường nội tình của Linh Dực Công Hội rồi. Mộc Vân nghe xong, cũng mỉm cười, rõ ràng có mấy phần hứng thú với hội đấu giá cỡ lớn của Trúc Hỏa Thương Hành. Sau khi hội đấu giá kết thúc, nhìn người chơi đều rời khỏi Trúc Hỏa Thương Hành, chỉ thấy ở ngoài cửa lớn của Trúc Hỏa Thương Hành không biết từ lúc nào đã có một đống người chơi cao thủ cấp 39 vây quanh, ai nấy đều đằng đằng sát khí, mà trên người những người chơi này đều có ký hiệu của Hắc Thủy Công Hội. Khiến người chơi bình thường sau khi nhìn thấy đều nhao nhao né tránh, rất sợ gặp phải phiền phức gì. Ngươi chính là người đã mua ma năng hộ giáp phiến cao cấp à? Một vị nam tử cao lớn mặc chiến giáp màu trắng bạc đột nhiên cản trước người Bán Hạ Khuynh Thành, lớn tiếng chất vấn. Sau khi người của Hắc Thủy Công Hội chặn đường Bán Hạ Khuynh Thành, mọi người trên đường cũng đều nhao nhao quay đầu lại nhìn. Trước tiên không nói bản thân Bán Hạ Khuynh Thành chính là một đại mỹ nữ bắt mắt, chỉ là cấp 41 này cũng khiến cho tuyệt đại bộ phận người ở đây phải ngước nhìn rồi, cộng thêm Hắc Thủy Công Hội thế tới rào rạc, muốn không khiến người ta chú ý cũng khó. Thì ra hắn chính là Túy Tiểu Khách của Hắc Thủy Công Hội. Lãnh Thu nhìn nam tử cao lớn mặc chiến giáp cầm đầu, ánh mắt nghiêm lại. Túy Tiểu Khách là một trong mấy vị cao thủ gần đây mới quật khởi của Hắc Thủy Công Hội. Tuy không có bao nhiêu chiến tích, nhưng lúc trước một mình đơn thương độc mã làm thịt hơn 10 cao thủ bọn tử đồng của Tinh Hà Liên Minh, khiến Tinh Hà Liên Minh ăn một quả đắng, đã đứng vào hàng top 1000 trong phong vân cao thủ bảng. Hơn nữa trong trận đánh lúc trước, Túy Tiểu Khách rõ ràng không sử dụng toàn lực. Bởi vì chuyện này mà Thiên Cơ Các bọn họ còn triệt để điều tra một phen. Lúc ấy Lãnh Thu còn nhớ rõ Viên Thiết Tâm từng nói một câu, nếu ở dã ngoại nhìn thấy Túy Tiểu Khách, tốt nhất đừng xung đột, có thể tránh thì tránh. hiện giờ nhìn kỹ Túy Tiếu Khách, Lãnh Thu phát hiện Túy Tiếu Khách đích xác mang đến cho hắn một chút áp lực. Một thân trang bị ám kim cực phẩm cấp 40, đeo một thanh trường thương huyết văn trắng ngần, giống như một chiến tướng xa trường, khiến người ta nhìn thấy mà sợ, nhưng dựa vào thực lực của hắn, chắc vẫn không đến nỗi phải trốn tránh. Điều này khiến hắn thật sự có chút không rõ vì sao Viên Thiết Tâm lại nói như vậy. Ngay khi Lãnh Thu quan sát kỹ Túy Tiếu Khách này, Túy Tiếu Khách giống như cũng đã nhận ra ánh mắt của Lãnh Thu, chỉ dùng dư quan liếc Lãnh Thu một cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười khinh thường, sau đó không để ý tới Lãnh Thu nữa, cơ hồ đặt tất cả sự chú ý ở trên người Bán Hạ Khuynh Thành trước mắt. Đúng vậy, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Lúc này Bán Hạ Khuynh Thành nhìn lướt qua đám người Túy Tiếu Khách, gật đầu. Đã không sai, vậy thì được, chúng ta ra giá 150 kim tệ, bán toàn bộ ma năng hộ giáp phiến cao cấp trên người ngươi cho chúng ta. Sau khi Túy Tiếu Khách xác định không nhận sai người, dùng khẩu khí ra lệnh nói. Đương nhiên ngươi cũng có thể không bán, chỉ là không thể bảo đảm ngươi có thể sống sót rời khỏi Bạch Hà Thành. Túy Tiếu Khách nói như vậy, hơn 10 người chơi cấp 39 ở bên cạnh ai nấy đều cười lạnh. Khi Túy Tiếu Khách nói chuyện thanh âm không nhỏ, cơ hồ các người chơi chú ý tới Túy Tiếu Khách đều nghe thấy rõ ràng, lập tức dẫn tới sự bất mãn của rất nhiều người chơi. Người ta rõ ràng bỏ ra 600 kim tệ mới mua được 3 kiện, hắn lại muốn 150 kim tệ mua hết, người của Hắc Thủy Công Hội cũng quá bắt nạt người ta rồi. Hắc Thủy Công Hội điên rồi à, không ngờ dám giữa ban ngày ban mặt ép mua ép bán, chẳng lẽ bọn họ thật sự không sợ bị nhốt sao? Người chơi tự do quả nhiên là không thể lộ mặt, xem ra vị mỹ nữ này không thể không nhượng bộ rồi. Hắc Thủy Công Hội người đông thế mạnh, lúc trước nghe nói ngay cả hội trưởng Bạch Kinh Tuyết của Vệ Thân Chi Xà cũng dám ám sát trên đường, càng đừng nói là những người chơi tự do như chúng ta. Không ít người đều bắt đầu đồng tình với Bán Hạ Khuynh Thành, lúc này tất cả mọi người đều hiểu rõ, đây là Hắc Thủy Công Hội muốn thị uy ở Bạch Hà Thành, không phải chỉ là nhằm vào Bán Hạ Khuynh Thành, chỉ là Bán Hạ Khuynh Thành được chọn làm đối tượng thị uy thành mà thôi. Hiện tại Hắc Thủy Công Hội và Linh Dực Công Hội khai chiến toàn diện, lại đột nhiên tuyên bố muốn 4 ngày sau cử hành hội đấu giá cỡ lớn, một phát khiến Linh Dực Công Hội từ thung lũng đi ra, Hắc Thủy Công Hội tất nhiên phải chèn ép một chút. Mà loại người chơi tự do mua vật phẩm ở Trúc Hỏa Thương Hành, lại không có thực lực gì như Bán Hạ Khuynh Thành, chắc chắn chính là mục tiêu tốt nhất, bất kể là Bán Hạ Khuynh Thành chủ động giao ra vật phẩm, hay là bọn họ cướp được, đều là đang nói với mọi người, nếu dám mua đồ của Trúc Hỏa Thương Hành, vậy tự gánh lấy hậu quả. Không cho thì động thủ. Mắt đẹp của Bán Hạ Khuynh Thành nhíu lại, khẽ cười nói. Vậy ta cũng muốn xem thử Hắc Thủy Công Hội các ngươi có bản sự này hay không. Đây là ngươi đang tự tìm chết. Một vị thích khách áo đen cấp 39 đột nhiên xuất hiện ở phía sau Bán Hạ Khuynh Thành, trong ánh mắt mang theo một tia hồng mang khát máu, hung hăng vung chủy thủ đập tới gáy Bán Hạ Khuynh Thành, hoàn toàn không cho nàng cơ hội phản kích và né tránh. Hèn hạ quá. Mộc Vân ở bên cạnh mắng thầm. Trong lúc Túy Tiếu Khách nói chuyện, không ngờ lại để một cao thủ thích khách lẻn tới phía sau, chỉ chờ sau khi cự tuyệt là dán cho một kích trí mạng, thủ đoạn này thật sự khiến người ta khinh thường. Khi mọi người cho rằng là đã kết thúc, đột nhiên phát hiện cao thủ thích khách cấp 39 đó không ngờ lại xuyên qua người Bán Hạ Khuynh Thành, không ngờ căn bản không công kích được đến bản thân, chỉ đánh trúng một tàn ảnh. Phản ứng nhanh quá. Lãnh Thu mở to hai mắt, không thể tin được tốc độ phản ứng của Bán Hạ Khuynh Thành lại nhanh đến thế, đánh lén như vậy cho dù là hắn một khi không cẩn thận cũng phải xong đời, không ngờ Bán Hạ Khuynh Thành lại giống như sớm đã có chuẩn bị, dễ dàng dùng ra thiểm thước để né tránh. Chỉ là người Hắc Thủy Công Hội đều không phải người chơi bình thường, ai nấy đều là cao thủ, vị thích khách đó lập tức chuyển hướng theo phương hướng Bán Hạ Khuynh Thành nhấp nhoáng, sau khi phát hiện Bán Hạ Khuynh Thành thì ngay lập tức dùng ra ám ảnh bộ. Vù một tiếng lại xuất hiện sau lưng Bán Hạ Khuynh Thành, chủy thủ xoay ngược chính là một chiêu bối thứ, đâm lưng, thủ pháp linh hoạt tới ngay cả không ít cao thủ công hội trên đường cũng thầm kinh thán. Bùng! Không biết từ lúc nào sau lưng Bán Hạ Khuynh Thành xuất hiện một đạo tường băng, khi chủy thủ đánh nát tường băng, thân thể Bán Hạ Khuynh Thành lại hơi nghiêng về phía trước, né tránh bối thú một cách bất khả tư nghị, lập tức lại xoay người, trong tay không biết từ lúc nào đã viết xong ngâm sướng, chỉ về phía thích khách. Lập tức trong ngón tay ngọc vươn ra của Bán Hạ Khuynh Thành lóe lên một đạo lôi đình màu xanh, trực tiếp oanh kích về phía thích khách. Có điều thích khách đó cũng không phải kẻ ngốc, biết sự lợi hại của đạo lôi đình này, lập tức dùng ra kỹ năng biến mất, lợi dụng 1.3 giây vô địch ngắn ngủi để ngăn cản. Xem ra thực lực của cô nàng này rất mạnh, Tử Đạn, ngươi đi giúp đi, làm thịt cô bé đó, sau chuyện ta sẽ nói với lão đại, có thể xin cho ngươi tư cách tới tổng bộ huấn luyện. Túy Tiếu Khách nhìn ra thực lực của Bán Hạ Khuynh Thành không đơn giản, lập tức nói với kiếm sĩ ở bên cạnh. Cảm ơn đoàn trưởng, tiếp theo xem ta đi. Kiếm sĩ tên là Tử Đạn liếm liếm khóe miệng, một truy phong bộ lao về phía Bán Hạ Khuynh Thành. Một cao thủ thích khách, một cao thủ kiếm sĩ, hai người liên thủ công kích, cho dù là Mộc Vân nhìn ra cũng có chút đau đầu. Mộc Vân có thể nhìn ra được, bất kể là thích khách lúc trước đánh lén, hay là kiếm sĩ hiện tại, trình độ chiến đấu nếu đặt vào trong Bách Hoa Cung bọn họ cũng là cao thủ xếp hàng đầu, nếu phối hợp tốt, nàng muốn ứng phó nếu không cẩn thận cũng sẽ bị làm thịt. Chỉ thấy kiếm sĩ tên là Tử Đạn này mới đến trước người Bán Hạ Khuynh Thành, Bán Hạ Khuynh Thành đột nhiên lại xoay người chỉ về phía hắn. Vù một tiếng, một đạo lôi đình màu xanh bay ra, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn lúc trước, uy thế cũng lớn hơn. Ngoài ra không biết từ lúc nào bên cạnh kiếm sĩ Tử Đạn xuất hiện ba bức tường băng, khiến người ta căn bản không thể di động trái phải, chỉ có thể ngăn cản chính diện. Bùng! Kiếm sĩ Tử Đạn vội vàng dùng ra kỹ năng chống đỡ để ngăn cản, nhưng trong nháy mắt ngăn cản, cả người lại giống như quả bóng cao su đập vỡ tường băng, bay ra ngoài hơn 20 mét, uy lực to lớn khiến tất cả mọi người cảm thấy trong lòng lạnh toát. Ngâm sướng nhị trọng rất thành thục. Lãnh Thu nhìn thấy biểu hiện của Bán Hạ Khuynh Thành, hơi kinh ngạc. Chẳng trách lại dám thách thức chúng ta, quả nhiên là khá đấy, Yên Quỷ ngươi cũng lên đi, ta cũng muốn nhìn xem ả có thể chống đỡ được bao lâu. Túy Tiếu Khách cười lạnh nói. Vâng. Thế là một vị đen thui người cao ngựa lớn, da đen thui đi ra, không chút do dự dùng một xung phong bổ về phía Bán Hạ Khuynh Thành đã không đủ sức tiếp tục. Mắt thấy vị cùng chiến sĩ cấp 39 này sắp chém tới người Bán Hạ Khuynh Thành, một khô lâu lợi trảo cao đến 3 mét đột nhiên từ bên cạnh cùng chiến sĩ bắn ra, vô thanh vô tức, tóm lấy vị cùng chiến sĩ này, sau đó khô lâu lợi trảo dùng sức, két một tiếng, vị cùng chiến sĩ này trực tiếp bóp thành tro bụi. Cái này. Lập tức tất cả mọi người thấy mà đờ đẫn, không ai có thể hiểu được là có chuyện gì, đây chính là một vị cùng chiến sĩ cấp 39 đó. Ngay cả đám người Mộc Vân và Lãnh Thu cũng cảm thấy trong lòng chấn động. Hoàn toàn không thể tin được cao thủ như vậy lại có thể một chiêu đã bị làm thịt. Nơi này chính là địa bàn của Linh Dực Công Hội chúng ta, Hắc Thủy Công Hội các ngươi động thủ ở đây cũng quá không coi Linh Dực Công Hội chúng ta ra gì rồi. Lúc này một giọng nói trong trẻo vang vọng trên đường. Tất cả mọi người nhao nhao quay đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng. Đột nhiên ai nấy đều không nói nên lời. Bởi vì người lên tiếng chính là Phó Hội trưởng Thủy Sắc Sắc Phi của Linh Dực Công Hội. Mạnh quá! Thật không hổ là Linh Dực nữ thần. Toàn bộ người chơi trên đường đều bị cấm chú bật một linh hồn bạo toái Thủy Sắc Sắc Phi dùng ra khiến cho cả kinh, thậm chí không ít người chơi nữ đều bị Thủy Sắc Sắc Phi khiến cho say mê không thể tự thoát ra được. Nàng chính là Phó Hội trưởng của Linh Dực Công Hội à. Mộc Vân nhìn Thủy Sắc Sắc Phi, mắt đẹp không khỏi mở to, trong lòng rung động không nói nên lời. Tuy nàng tới Bạch Hà Thành đã được một đoạn thời gian, lúc trước trong video và ảnh chụp cũng từng thấy không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên nàng tận mắt thấy người thật. Thế này căn bản hoàn toàn không giống với tin tức tư liệu trong công hội. Nghe đồn tuy chiến lực của Thủy Sắc Sắc Phi rất mạnh, nhưng cũng chỉ mạnh hơn xích vũ của Quang Huy Chi Sư một chút, theo sự đề thăng tiến bộ không ngừng. Ở trong sân thi đấu hắc ám thậm chí từng đánh bại cao thủ hàng đầu thiên nhận của Quang Huy Chi Sư, nhưng tuyệt đối không mạnh đến mức có thể dễ dàng miễu sát một vị cao thủ đỉnh cấp cấp 39. Vị cùng chiến sĩ cấp 39 đó người chơi bình thường không nhìn ra được là mạnh thế nào, nhưng một phó hội trưởng của công hội nhất lưu như nàng thì lại nhìn thấy rất rõ. Nói nắm chắc đối với thời cơ, hơn cùng chiến sĩ cấp 39 này thậm chí là hơn cả thích khách và kiếm sĩ lúc trước, tuyệt đối là cao thủ nửa bước nhập vi. Hơn nữa nghe ngữ khí tự tin của Túy Tiếu Khách dẫn đội đó, rõ ràng là nhớ tự tin với cùng chiến sĩ này. Cao thủ nửa bước nhập vi không phải là rau cải trắng, đặt vào trong công hội nhất lưu tuyệt đối là cao thủ nhất đẳng, thậm chí đều có thể trở thành cao thủ thủ tịch trong nghề nghiệp đó của công hội. Nhưng hiện tại Thủy Sắc Sắc Phi lại một chiêu miễu sát, cái này là hoàn toàn khác với Thủy Sắc Sắc Phi trên tư liệu. Mộc Vân cũng hoài nghi có phải người thu thập tình báo bị Linh Dực Công Hội mua chuộc rồi không? Mới qua được bao lâu, một người có thể tiến bộ nhanh như vậy sao? Túy Quỷ, hay là hiện tại chúng ta liên thủ giết Thủy Sắc Sắc Phi đi. Như vậy đối với Linh Dực Công Hội cũng là đả kích không nhỏ, đến lúc đó hành động của bọn hội trưởng cũng sẽ thoải mái hơn một chút. Một nữ thích khách che mặt cũng là cấp 40 đứng bên cạnh Túy Tiếu Khách nhỏ giọng hỏi. Thôi, cứ giữ lại một số ác chủ bài đã. Lúc trước Liệt Phong chính là quá xem thường Linh Dực Công Hội mới dẫn tới tổn thất lớn như vậy. Túy Tiểu Khách nhìn Thủy Sắc Sắc Phi, lắc đầu, lập tức nói trong trò chuyện đoàn đội. Tử Đạn, hai người các ngươi triển khai toàn bộ hỏa lực đối phó Thủy Sắc Sắc Phi, ta muốn xem thử phó hội trưởng của Linh Dực rốt cuộc đã đạt tới trình độ gì. Vốn là muốn cho Linh Dực Công Hội một hạ mã uy, chèn ép uy vọng vừa tăng lên của Linh Dực một chút, hiện tại xem ra là không thể rồi. Hai người Tử Đạn đã động thủ trong thành thị, chỉ chờ vệ binh tới khẳng định là không thoát khỏi trừng phạt, mà kích sát rõ ràng cũng không thể, không bằng dùng để thăm dò điểm mấu chốt của Thủy Sắc Sắc Phi. Nói như thế nào thì Thủy Sắc Sắc Phi cũng là phó hội trưởng của Linh Dực Công Hội, là nhân vật cực kỳ quan trọng trong Linh Dực Công Hội. Như vậy thu thập thêm một chút tin tức của Thủy Sắc Sắc Phi, sau này đối phó Thủy Sắc Sắc Phi cũng sẽ nắm chắc hơn một chút. Chiến tranh giữa công hội không phải là một hai trận đại chiến hoặc là mấy chục trận tranh đấu nhỏ là có thể phân ra thắng bại, hai công hội trừ đánh kinh tế chiến ra, phương diện thu thập tin tức cũng là vô cùng quan trọng, nói không chừng có thể vào thời khắc mấu chốt có thể quyết định thắng bại giữa công hội. Vâng. Hai người nghe xong, trực tiếp mở ra kỹ năng bùng nổ, xoay người giết tới Thủy Sắc Sắc Phi, trong ánh mắt không hề có nghi ngờ, giống như là người máy được huấn luyện ra. Hai người vừa bùng nổ thuộc tính liền tăng mạnh, tỏa ra khí tức nguy hiểm giống như dã thú, khiến người chơi trên đường đều cảm thấy uy hiếp tử vong, chỉ là bị nhìn qua một cái, liền cảm thấy hít thở không thông, có một số người chơi hai chân bắt đầu không khỏi lui về phía sau. Hai người mở ra mô thức bùng nổ, mỗi người đều có chiến lực trong thời gian ngắn áp chế quái lĩnh chủ cung cấp. Nhưng mà uy thế như vậy đối với Thủy Sắc Sắc Phi đứng trước cửa lớn của Trúc Hỏa Thương Hành mà nói thì giống như là gió xuân thổi vào mặt, căn bản không có một chút cảm giác gì. Mắt thấy hai người xông tới trước mặt, Thủy Sắc Sắc Phi vung pháp trượng, lập tức dưới chân Thủy Sắc Sắc Phi biến thành một mảng đen xì, mà những hắc ảnh này giống như bệnh độc khuếch tán ra bốn phương tám hướng, rất nhanh liền bao phủ dưới chân hai người Tử Đạn, hai người theo bản năng muốn nhảy lên. Diệt! Thủy Sắc Sắc Phi chẳng thèm nhìn hai người, vươn ngón tay ngọc nhẹ nhàng vạch một cái trong không trung. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.